Bị chỉ trích vì màn hô tên lố lăng, Miss Grand Việt Nam lên tiếng sẽ tiết chế lại ở đêm chung kết. Đêm chung khảo Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đang trở thành đề tài nóng trên các trang mạng xã hội khi tiết mục hô tên của 50 thí sinh được thể hiện một cách quá đặc biệt. Nhiều cô gái đã mong muốn tạo sự riêng biệt về bản thân nên đã chọn cách hô tên cực mặn thay vì ưu tiên sự thanh lịch như những cuộc thi sắc đẹp khác. Khi cuộc thi đứng trước nhiều lời ra tiếng vào của làng giải trí và khán giả, ban tổ chức Miss Grand Việt Nam mới đây đã có những phản hồi như sau. Mặc dù Miss Grand Việt Nam đã bám sát tiêu chí format quốc tế, nhưng để phù hợp với văn hóa quốc gia, chúng tôi đã tiết chế rất nhiều. Nhưng trong đêm chung khảo, một số thí sinh họ phấn khích theo sự hò reo của pha sắc đẹp tại sân khấu, nên nhiều mỹ nhân đã bị lạc giọng và có phần làm quá. Thật ra, trong đêm tổng duyệt, màu sắc không có nặng như đêm chung khảo. Liên quan đến vấn đề này, ban tổ chức đã họp và yêu cầu thí sinh nên tiết chế lại hoàn toàn. Hô tên phải sang trọng và đúng chuẩn mực Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Ban tổ chức cũng đã nhắc nhở và có làm việc với top 50 thí sinh về vấn đề này. Được biết, đêm chung kết đang cận kề và vẫn đang nhận được nhiều sự kỳ vọng của mọi người. Việc đại diện Miss Grand Việt Nam cho rằng sẽ yêu cầu thí sinh phải sang trọng, chuẩn mực chắc chắn sẽ là một câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại, cộng đồng sắc đẹp vẫn không ngừng dự đoán về ứng cử viên sáng giá nhất để có thể nối gót Thùy Tiên tạo nên lịch sử tại Miss Grand International 2022. Sao Việt thi nhau, đu trên hô tên hài hước của Miss Grand Việt Nam khiến dân tình cười như được mùa. Tối ngày 28 tháng 9 vừa qua, chung khảo cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã chính thức diễn ra trước thềm đêm chung kết. Top 50 thí sinh đã cùng nhau tranh tài trong nhiều phần thi, nổi bật nhất vẫn là phần trình diễn trang phục xã hội và trang phục áo tắm. Ngoài ra, đêm chung khảo còn thu hút sự quan tâm của khán giả với tiết mục hô tên đặc trưng của đấu trường nhan sắc này. Các người đẹp đến từ nhiều địa phương khác nhau đã có màn giới thiệu ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy sáng tạo, hài hước khiến người xem được một phen ngã ngửa. Ngay sau phần thi trên, những màn hô tên độc đáo có 102 đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Bên cạnh những phần giới thiệu nhẹ nhàng, êm tai thì có không ít những thí sinh bật lên dùng hết khả năng la hét của chính mình để ngân nga, hô hoán, thậm chí là nhấn nhá vần điệu cho tiết mục thi thêm được ấn tượng. Chắc hẳn sau khi xem xong, khán giả không thể nào quên được những khoảnh khắc như màn khai trống của nữ diễn viên hài Nguyên Thảo đến từ Bình Dương, thí sinh Nguyễn Thị Kiều My, Tây Ninh có chất giọng lạ hay đặc biệt nhất là Nguyễn Tâm Như với giây phút hét to tên An Giang làm ai cũng phải giật mình. Chỉ sau một ngày, nhiều ngôi sao giải trí đã nhanh chóng học theo dàn người đẹp và tự ghi hình clip màn hô tên chất như nước cắt của mình. Đáng chú ý là nam streamer Chris Van còn đầu tư cả chiếc yếm màu đỏ khá giống kiểu dáng trang phục áo tắm của các thí sinh Miss Grand Việt Nam. Phan Lê Vi Thanh, Mít Rừng, Quảng Bá. Chỉ sau chưa đầy 15 giờ đăng tải, đoạn clip bắt trend của Chris Van đã thu về gần 3 triệu lượt xem với rất nhiều bình luận. Một người bạn của Chris Van, nam diễn viên Song Luân cũng không kém cạnh với phần hô tên ngay trong phòng thu. Nguyễn Trường Sơn, khu 4 ở Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đông 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 Đông. No! Ngay sau đoạn clip, người xem được một fan cười như được mùa với cảnh giới thiệu giải thườn thượt của anh chàng. Trên mạng xã hội nhiều ngày qua, nhiều người nổi tiếng cũng thể hiện sự thích thú trước tiết mục hô tên của dàn người đẹp Miss Grand Việt Nam. Đây được xem là một phần đặc trưng của cuộc thi Miss Grand tạo nên dấu ấn khác biệt với những đấu trường nhan sắc khác. Thế nhưng bên cạnh sự hài hước khi nhìn thấy mô típ mới lạ này, một số ngôi sao vẫn chưa thể chấp nhận màn hô tên có phần lố và ô dề trong chương trình. Mặc dù vấp phải nhiều luồng ý kiến tranh cãi khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng tiết mục hô tên của Miss Grand Việt Nam đã trở thành khoảnh khắc viral trên mạng xã hội suốt một ngày qua. Được biết, top 50 thí sinh Miss Grand Việt Nam 2022 sẽ bước vào đêm chung kết được tổ chức tại sân vận động Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 10 sắp tới. Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Grand International 2022 diễn ra tại Indonesia ít ngày tới. Hiền Hồ nhận cơn mưa gạch đá khi có động thái trên mạng xã hội. Sau thời gian dài ở ẩn vì ồn ào tình ái với nam doanh nhân, Hiền Hồ đã chính thức tái xuất và có những hoạt động nghệ thuật đầu tiên. Nữ ca sĩ thường xuyên đi diễn tại những phòng trà lớn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Động thái này của Hiền Hồ ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến, bình luận tiêu cực từ phía cư dân mạng. Trên sân khấu đánh dấu sự trở lại, Hiền Hồ đã không giấu được cảm xúc của mình. Cô nghẹn ngào bật khóc trong giây phút chia sẻ về ồn ào. Nữ ca sĩ cho biết, suốt những tháng qua, bản thân đã mất ngủ và suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã chấp nhận và tha thứ cho lỗi lầm của mình. Là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được. Những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua. Em rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người.
mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan. Nữ ca sĩ chia sẻ, sau đêm nhạc đánh dấu sự trở lại, Hiền Hồ đã đăng tải những video lên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, trái với phản ứng của khán giả tại đêm nhạc, cư dân mạng lại tỏ ra ngán ngẩm, thậm chí chỉ trích cô nàng bằng những từ ngữ như ngoan cố, mặt dày, không thể chấp nhận. Tuy nhiên, dù có những ý kiến trái chiều, nhưng Hiền Hồ vẫn tiếp tục đăng tải những hình ảnh chạy sâu và hình ảnh cá nhân. Bên cạnh đó, cô vẫn chưa dám mở lại bình luận trang cá nhân vì những bình luận tiêu cực. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ đang thách thức khán giả và không tôn trọng ý kiến của dư luận. Với những sai lầm trong quá khứ và thái độ hiện tại của khán giả, con đường nghệ thuật sắp tới của Hiền Hồ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.